Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Nhà đất Nevada, chuyên review nhà đất chính chủ không qua trung gian. Hiện tại bữa nay mình đang có mặt tại con đường An Dương Vương thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân. Hướng trước mặt của anh chị đang nhìn là đại lộ Võ Văn Kiệt, cách vị trí của mình khoảng tầm có 50m thôi anh chị. Thì anh chị đi thẳng qua bên kia đó, đường An Dương Vương này anh chị đi thẳng qua ha, là mình sẽ qua tới cái khu là Lê Thành đó anh chị, đi về bến phà và chợ Phú Định. Anh chị quẹo tay phải thì mình dễ dàng kết nối về các tỉnh miền Tây, anh chị quẹo tay trái thì mình đi về hầm Thủ Thiêm, kết nối qua quận 5, quận Nhất, rất là tiện lợi luôn. Và căn nhà hôm nay là mặt tiền chợ Kiến Đức 2, anh chị có thể là ở cũng được mà mình kinh doanh cũng được. Qua số điện thoại liên hệ chính chủ của anh Thọ, mình sẽ để bên trên màn hình nha, 0918 501 831. Hoặc là anh chị nào ở bên nước ngoài, ở Canada đó, thì có thể gọi cho chị nha, số là cộng 1 416 885 4009. Vị trí này mình đang đứng đó anh chị, bên tay trái là chợ Kiến Đức 2. Nếu mà anh chị đi thẳng khoảng 1km là sẽ tới đường Lý Chi Hoàng. Anh chị đi 10 phút là tới bến xe miền Tây, khu Tên Lửa, Elmont Bình Tân, rồi siêu thị Big C An Lạc nè. Còn anh chị đi ra ngoài đường Lý Chi Hoàng, mình quẹo tay phải á, là sẽ tới công viên Bình Phú và Metro. Bây giờ đó là Mega MM đó anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh chị đi vào xem căn nhà bán chính chủ hôm nay nha. Vị trí là tại chợ Kiến Đức 2 nè anh chị. Đó. Địa chỉ của nó là 231 An Dương Vương nha anh chị. Mặt tiền chợ luôn, bề rộng đường lên tới 12m, một trệt 3 lầu. Thì hiện tại căn nhà này là có 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh, nhà cực kỳ là mới đẹp. Rồi, vị trí trong này thì nó giống như là khu nội bộ vậy đó, anh chị đi một vòng tròn nha. Thì cái căn nhà của mình á, là nằm bên tay trái, hướng thì là Tây Bắc, thì hợp mạng cho anh chị nào là Tây Tứ Trạch nha. Diện tích cũng khá là đẹp, ngang 4, dài 15m rưỡi. Hiện tại là sổ hồng riêng chính chủ, mua bán là công chứng sang tên. Nhà không có vay ngân hàng gì hết anh chị ha. Rồi, mình đã tới vị trí căn nhà bán, nằm bên tay trái nè anh chị. Nằm bên tay trái nè nha. Hiện trạng phía trước á, là mình thấy có hai lớp cửa luôn. Nhà rất là đẹp, một trệt 3 lầu. Giống như khu này nó xây đồng bộ á, và mình thấy trên ứng dụng quy hoạch thì vị trí này quy hoạch đất ở anh chị ha. Mình sẽ để lên cho anh chị tham quan. Rồi, quang cảnh nè, anh chị nhìn qua, đối diện qua đây là khu vực của chợ ha. Ở đây nó có một cái phòng gym nè anh chị. Thành ra anh chị nào ở vị trí này mình có thể là mình buôn bán cũng được, còn không thì anh chị ở giống như mình hưởng thụ vậy thôi. Rồi mình đi tập thể dục, đối diện qua là chợ nè, là phòng gym nè. Rồi quang cảnh một vòng trước khi mời quý anh chị vào tham quan nha. Nhà thì xây cao ráo, xe hơi là đậu tới trước cửa luôn nha. Liên hệ với chính chủ không trung gian. Chút xíu nữa mình sẽ mở cái sổ hồng ra cho anh chị nhìn được tổng quan luôn. Bắt đầu bây giờ mời anh chị bước vào bên trong tham quan. Một lớp cửa cửa cuốn và một lớp cửa nhôm kính rất là dày luôn. Đây nè, bên trên là cửa cuốn anh chị ha. Đó. Nhìn lại quang cảnh chợ một lần nữa nha. Mặc dù là đối diện chợ, anh chị có thể là mình cho thuê hoặc là mình kinh doanh, mình làm văn phòng công ty, xe hơi, xe tải gì đó là đậu tới nơi luôn. Và mình kết nối ra đại lộ Võ Văn Kiệt anh chị, thì mình đánh hàng về các tỉnh, hoặc là mình đi về Thủ Thiêm nè, đi về Long Thành, Đồng Nai nè, nói chung là rất là tiện lợi. Kế bên đại lộ Võ Văn Kiệt nó có một cái ưu điểm như vậy anh chị. Đó. Mà mình ở đây á thì mình thấy nó cũng rất là tuyệt vời nha. Đóng cái cửa lại á thì mình thấy nó thư giãn yên tĩnh, phía trước thì rộng rãi thông thoáng ha. Đó. Vị trí trung tâm của phường An Lạc, quận Bình Tân. Liên hệ chính chủ không trung gian. Rồi, bề ngang 4, chiều dài 15m rưỡi, và hiện trạng nội thất á, là được để lại cho anh chị luôn nha. Có sẵn máy lạnh, vô là mát rượi luôn. Nhà xây mới vừa được có 4 năm thôi, còn rất là kiên cố chắc chắn. Phía sau xây á, là mình sẽ cao hơn phía trước luôn. Cho nó hợp phong thủy ha. Nhìn lại khu vực phòng khách. Rồi, đó bật nè, đi lên nè, đó tới cầu thang. Tay vịn bằng gỗ nha. Tủ kệ, tủ lạnh, bếp được để lại cho quý anh chị luôn ha. 4 phòng ngủ, phòng khách, bếp, phòng thờ.
sân thượng phơi đồ anh chị, phơi quần áo đó. Đó rồi 5 nhà vệ sinh. Thì phía sau này mình có một cái sân tầm 1,5 m anh chị. Tầm 1,5 m ha, nhôm kính rất là dày, chính chủ xây luôn nha. Nhà này là chính chủ xây luôn. Đó, xây là mục đích là để ở cho nó kiên cố anh chị. Rồi. Bây giờ vì nhu cầu cá nhân ha. À, anh chị sẽ bán lại. Nhà này có nước máy nước nóng năng lượng mặt trời anh chị ha. À, gạch ốp từ dưới lên trên. À, có một cái toilet bên dưới tầng trệt ngoài này, rất là thông thoáng, bên trên làm khung bao hết, an toàn nè anh chị. Mình có thể mình mở ra để mình lấy ánh nắng xuống cũng được ha. Còn này là mình đang dùng cái tấm che nắng luôn. Rất là đẹp. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lên trên tầng 2, tầng 3, tầng 4 ha. Mỗi tầng như vậy thì sẽ có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Đây, mình đi lên trên nè. Đó, bên trong phòng là có toilet luôn, thành ra rất là tiện lợi, anh chị có thể là mình cho thuê hoặc ở cũng được nha. Đó. Trần nhà thì cao ráo, có lắp sẵn máy lạnh luôn nè. Đó, có một cái tủ âm tường, có tủ âm tường bên đây ha. Rồi phía sau là cửa sổ anh chị. Phía sau nhà mình á, anh chị nhìn thẳng qua là sẽ thấy đại lộ Võ Văn Kiệt nha. Rồi, nhà vệ sinh trong phòng ha. Cũng được lót gạch, có quạt hút mùi và được ngăn vách tắm đứng nè. À, có máy nước nóng năng lượng mặt trời luôn. Rồi, bây giờ mình đi qua xem cái căn phòng mặt tiền thì nó sẽ có ban công nha. Đó, ban công phía trước của mình á rất là rộng luôn. Mở cánh cửa ra nó mát rượi anh chị. Máy lạnh đang hoạt động đó. Rồi, nhà vệ sinh thì mình thấy nó cũng tương tự ha, không có gì khác biệt. Labo bồn cầu của Linux. Đó, ngăn vách tắm đứng thì ở ngoài này nó sẽ khô thoáng, nó không có bị ướt. Đó, ta tắm ở trong đây không có văng nước ra ngoài anh chị ha. Rồi, ok, căn phòng ngủ hướng mặt tiền. Đây có nguyên cái tủ âm tường rất là bự, anh chị để quần áo thoải mái luôn, nệm mời ghế để lại hết. Đó, máy lạnh phà phà luôn, máy lạnh LG. Rồi, cửa nhôm kính, bên trong là có làm thêm cái khung inox nữa nè anh chị, rất là kỹ ha. Thường thường là làm kính thôi, cường lực thôi, không có làm cái khung inox đâu. Rèm cửa có sẵn hết rồi. Rồi, bước ra ngoài này, khu vực ban công. À, cửa sổ, cửa chính, trần nhà còn khá là sạch đẹp. Rồi, nhìn xuống lại ha, tay vịn inox, kính cường lực. À, rất là yên tĩnh, rất là thoải mái. Đó, quan cảnh một vòng chị thấy ha, xe tải nè, xe tải và xe hơi đậu. Đó, trước nhà bề rộng đường lên tới 12 m, đối diện qua chút xíu là chợ rồi, anh chị đi bộ trước nhà thôi, chẳng cần phải đi đâu xa hết. Vị trí này thì trường học bao la, nói chung mình thấy nó khá là thuận tiện anh chị ha. Băng qua bên đại lộ Võ Văn Kiệt ngay ngã tư đó, băng qua cái là khu Lê Thành, đi qua bến phà Phú Định, anh chị có thể kết nối vô đại lộ Nguyễn Văn Linh. Đó, sát bên luôn, qua phà cái là tới chợ Bình Điền luôn. Rồi thì ở trên đây tầng 3 thì nó cũng tương tự tầng 2 vậy đó, nó cũng sẽ có hai căn phòng ngủ ha, phía sau có cửa sổ thông thoáng. Đó, rồi mình sẽ quay nhanh cái phòng này ha, tại vì nó cũng tương tự như ở dưới thôi. Rồi, căn phòng hướng mặt tiền. Đó, toilet thì cũng tương tự, có ngăn vách tắm đứng, cũng có tủ luôn nè. Đó, tủ quần áo, cũng có máy lạnh ha, phòng nào cũng có máy lạnh ha. Rồi, thì ban công bên đây nó sẽ hơi khác, nó dời về bên trái anh chị ha, cho cái thiết kế cho nó kiểu vậy đó mà. Rồi, ok, rất là rộng rãi, rất là sạch luôn nha, hiện tại gia chủ giữ gìn rất là sạch sẽ. Ok, bây giờ mình sẽ lên tầng cao nhất của nhà nha. Cầu thang đá hoa cương đi lại thoải mái. Ở đây có khu vực của giếng trời nè anh chị. Rồi, đây là tầng cao nhất ha, anh chị chờ chút xíu nữa mình sẽ mở sổ hồng báo giá công khai.
Đây là khu vực của giặt ủi nè. À. Rồi, ban công phía sau. Cửa là luôn luôn là nhôm kính dày nha. Ban công phía sau phơi quần áo ha. Nắng vô. Đầy đầy nắng luôn. Ngập tràn ánh nắng. Rồi phía sau mình đây là một công ty khá là lớn. Nghiên cứu công nghệ và thiết bị tự động hóa. Công ty lớn anh chị ha. Nhìn qua bên kia là mặt tiền đường An Dương Vương á anh chị. Hồi ban đầu clip mình đứng á, anh chị nhìn thẳng qua thì cũng có thể thấy được đại lộ Võ Văn Kiệt. Đó anh chị thấy ha, xe cộ qua lại đó. Ở ngoài đó là đại lộ Võ Văn Kiệt. Vị trí sầm uất. Ngay chợ luôn mà. Mặt tiền chợ. Rồi ngay đây là khu vực phòng thờ. Thì hiện tại đang được chủ để đồ đó anh chị. Trần nhà nè, mình quay lên trần cho anh chị xem ha. Nhà xây 4 năm, chính chủ xây. Và hiện tại là không có rạn nứt gì hết nha. Đó. Không có một vết thấm, vết nứt gì hết, còn mới tinh luôn. À. Gạch 60. Rồi, phòng thờ. Đó, cửa luôn luôn là cửa nhôm kính dày. Rồi, khoảng sân thượng phía trước nè anh chị. Chỗ này mình để bàn đá ha, để mình nướng BBQ. Rồi bên trên á là có che những cái tấm mà lấy sáng anh chị, tấm nhựa đó, mình chống nắng chống mưa nè, nhưng mà vẫn lọt ánh sáng vô được nè. Như anh chị thấy à, nhà rất là kỹ luôn vì xây để ở đó anh chị. Rồi có vòi hồ nè à, ban công có tay vịn lan can inox, đứng ở đây nhìn được tổng quan luôn đó. Đối diện qua là chợ Kiến Đức 2. Rồi quang cảnh một vòng nha. Nhìn xuống lại. Ok luôn. Rồi bây giờ mình xin phép mở sổ hồng và báo giá công khai cho anh chị nha. Sổ hồng riêng của nhà có địa chỉ tại 231/13 đường An Dương Vương, khu phố 4 thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Với diện tích đất công nhận là 62m2 sử dụng riêng, đất đô thị lâu dài. Nhà ở đã hoàn công đủ với diện tích sàn lên tới 205,6m2, nhà cấp 3. Bên phần sơ đồ thì nhà này có hướng Tây Bắc, bề rộng đường phía trước lên tới 12m, có lề đường. Đối diện qua là chợ Kiến Đức 2. Nhà có kết cấu 1 trệt, 2 lầu, sân thượng, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, 2 giếng trời. Với bề ngang 4m, chiều dài 15,5m. Vị trí quy hoạch đất ở, mua bán sổ hồng riêng, giá bán công khai 11 tỷ có thương lượng. Liên hệ chính chủ với anh Thọ qua số 0918 501 831 hoặc chị Nga tại Canada qua số cộng 1 416 885 4009. Và đây là nút giao của đại lộ Võ Văn Kiệt với đường An Dương Vương. Anh chị cứ đi thẳng qua bên đó là mình sẽ vào khu Lê Thành, đi về bến phà Phú Định, chợ Phú Định đó anh chị. Anh chị quẹo tay trái là ra đường hầm sông Sài Gòn nè. Đó, nó có cái bảng chỉ dẫn đó anh chị. Thì anh chị quẹo tay phải là mình thuận lợi kết nối về Bình Chánh và các tỉnh miền Tây nha. Từ vị trí này bây giờ mình sẽ đi vào nhà cho anh chị tham quan được cái đường xá đi lại như thế nào ha. Thì ở vị trí này á, nó cũng khá là gần nhiều khu công nghiệp, thành ra nếu mà buổi sáng và buổi chiều á anh chị tan ca về á cực kỳ là đông đúc luôn. Bây giờ mình chạy vô khoảng tầm có vài chục mét thôi thì bên tay trái mình sẽ là chợ Kiến Đức 2. Rồi mình đi vòng vô cho anh chị tham quan một vòng lại nha. Đó, xe cộ qua lại tấp nập đông đúc ha. Đây là chợ Kiến Đức 2. Rồi mình ôm tay trái một cái là tới nhà. Đường xá rộng rãi ha, lên tới là 12m à, mặt tiền đối diện với chợ luôn. Địa chỉ 231/13 An Dương Vương à, nhìn lại cái mặt dựng của mình một lần nữa. Nhà xây cao ráo, hiện tại là còn mới tinh luôn, không có nứt nẻ thấm dột gì hết. Đối diện qua là phòng gym bên trong chợ Kiến Đức 2. Ở đây có quán cà phê nè anh chị. Rồi mình đi một vòng. Thì vị trí này nếu mà anh chị quẹo phải là mình ra đường An Dương Vương lại ha. Còn nếu không thì anh chị đi thẳng qua đây nè. Ở bên đây nó cũng có một cái ngõ ra và xe hơi, xe tải lưu thông được. Rồi ngay lớp mẫu giáo.
thì mình cũng ôm tay phải để ra lại mặt tiền đường An Dương Vương anh chị nha. An Dương Vương anh chị đi một đường thẳng luôn, quẹo trái ở đây thì mình sẽ đi ra Bùng Binh Phú Lâm đó anh chị. Vị trí khá là gần khu tên lửa, khá là gần siêu thị Enmon Bình Tân, bến xe miền Tây nè, đi về công viên Bình Phú, công viên rất là lớn, cực kỳ lớn luôn, rồi siêu thị Mê Châu. Nói chung là mình gần ngay đại lộ Võ Văn Kiệt á, thì việc mình kết nối đi lại giữa các quận rất là thuận tiện nha. Giá bán công khai, sổ hồng, thông tin đầy đủ và không có vay gì hết, anh chị mua bán là công chứng sang tên luôn. Liên hệ với lại chính chủ để mình thương lượng, không có phí hoa hồng. Anh chị nào xem thấy ưng ý thì mình có thể là nhấn like, đăng ký kênh, bấm cái chuông để sau này có những video mới thì anh chị sẽ được thông báo trên kênh YouTube ha. Chợ Kiến Đức 2 là bán dài dài luôn anh chị ha, bán từ ngoài đại lộ Võ Văn Kiệt đi thẳng vô trong đây, bán dài 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 thế này. Nhưng mà mình sẽ có nhiều hướng đi nha. Anh chị nào mà thấy người thân bạn bè mình đang cần tìm mua nhà, vị trí mặt tiền chợ, có thể kinh doanh hoặc là mình cho thuê hoặc là mình ở cũng được, hãy chia sẻ clip này để mọi người có những thông tin thật ha, tránh đi những cái thông tin mua bán ảo không có rõ ràng, sẽ gây mất thời gian cho cả hai bên. Và phía trước mặt mình đã thấy đường Lý Chiêu Hoàng rồi anh chị ơi. Bây giờ anh chị có thể là mình tiếp tục đi thẳng đường An Dương Vương để ra vòng xoay Phú Lâm, công viên Phú Lâm. Bên tay trái của mình là đường An Dương Vương đó anh chị, đi thẳng là ra bên công viên ha, công viên Phú Lâm. Vị trí thì gần nhiều khu công nghiệp và nhiều trường học, phù hợp để ở, cho thuê hoặc là mình làm công ty, văn phòng, kinh doanh gì đó. Xe hơi, xe tải là có thể tới tận nơi lấy hàng, rồi mình đi ra đại lộ Võ Văn Kiệt, thuận tiện để đi về tất cả các vị trí trung tâm. Còn đây là con đường Lý Chiêu Hoàng, được làm cực kỳ là sạch đẹp, rộng rãi, thoáng mát. Anh chị cứ đi thẳng thêm chút xíu nữa là tới siêu thị và công viên Bình Phú nha. Thông tin mua bán rõ ràng, giá là 11 tỷ, có thương lượng cho một căn nhà một trệt 3 lầu với 4 phòng ngủ, phòng khách, bếp, sân thượng, 5 nhà vệ sinh. Liên hệ với số điện thoại chính chủ của anh Thọ, chị Nga bên trên góc phải màn hình. Rồi, thông tin mua bán rõ ràng, liên hệ với chính chủ. Mình xin phép kết thúc clip tại đây. Cảm ơn quý anh chị mình đã quan tâm. Nhớ nhấn like, đăng ký kênh. Và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của Navada, nhà và đất chính chủ. Xin chào. Anh chị là chính chủ có nhà cần bán hoặc cho thuê, hãy truy cập website navada.vn và để lại thông tin, hoặc gửi đến số Zalo 084 79 00089 để được hỗ trợ nhanh nhất.